Xin chào mọi người, hôm nay mình cho mọi người xem những đôi nai đăng còn lại của bên mình. Nếu mọi người thích dòng nai đăng thì mọi người nên tranh thủ mua đợt này bởi vì giày đang giá rẻ. Với cả sau những đôi này thì còn rất lâu nữa mình mới nhập lại những đôi nai đăng. Mà nếu có nhập thì chỉ để trưng cho đẹp thôi. Thì để mọi người không phải chờ lâu, mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Đôi này size 39, giá là 700.000, có một tình trạng tốt nhá. Những đôi nai đăng thì thường có date lâu nên không thể tránh khỏi lỗi được mọi người ạ. Cái lỗi mà thường hay gặp đó là bị hở keo này. Đây mọi người có thể thấy nó bị hở keo ở mép. Nhưng mà rất may là nó còn đường chỉ này. Đường chỉ nó sẽ giữ cho cái phần thân giày nó không bị bung ra. Nên dù có bị hở keo như thế này thì đi nó vẫn bình thường, nó không bị làm sao cả. Nếu có thì nó chỉ bị ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ thôi. Về phần phía trên của đôi này thì bị tróc mất một miếng ở đây. Rất tiếc nhá. Đôi này có màu bạc. Màu bạc với cả màu xanh. Ngoài ra còn có một cái họa tiết ở đây trông khá là đẹp. Phần đế của đôi này thì bị mòn nhẹ này. Còn phía bên trong thì hơi bẩn một chút. Cái phần bên trong thì mình cũng đã cố giặt rồi, nhưng mà giặt xong thì nó vẫn chỉ bị bớt đi một chút thôi. Nó bớt bẩn đi một chút thôi chứ không thể giặt sạch hoàn toàn được. Ngoài ra thì ở phần đế bị ố vàng này. Cái đế ố vàng này thì khi mọi người mua thì mình có thể tẩy cho mọi người. Còn nếu chỗ mình mà không có nắng ấy, tẩy ố thì cần phải có nắng vào. Nếu chỗ mình mà không có nắng thì mình sẽ cho mọi người dung dịch tẩy ố để mọi người có thể về tự tẩy được. Còn ở đây nó có một vết sơn này. Đây có một vết sơn trắng ở đây. Đây có một vết sơn trắng dọc theo phần đế ở gót như thế này. Còn lại thì mình thấy ngoại hình của đôi này tốt rồi. Đôi này date bao nhiêu? Date 2006 này. Chiếc còn lại thì cũng có một tình trạng tương tự. Chiếc còn lại thì ở mũi nó bị tróc nhiều hơn chiếc vừa nãy. Đây mọi người có thể thấy ở phần mũi nó bị tróc nhiều này. Còn lại thì như chiếc quần ấy thôi. Đôi này thì mình thấy có hai chất liệu. Một là chỗ này là bằng da này. Hai là cái phần giữa này với cả phần mũi này làm bằng vải. Và cái chất liệu da của đôi này nó cũng đặc biệt cơ. Mình thấy khác hẳn so với những cái đôi nai đăng khác. Đây cho mọi người xem cận cảnh nha. Chất liệu da này nó bóng ra ngoài. Nói chung là cũng đặc biệt đấy. Mình cũng không rõ cái chất liệu da này nó là như nào. Xong đôi thứ nhất, đôi này 700.000. Đây là đôi thứ hai. Đôi này thì có tình trạng trung bình. Ui, đôi này size 39. Giá chỉ 600.000 thôi mọi người. Đôi này mình thấy có phần đế này. Phần đế là tốt. Nhưng mà phần da thì có vấn đề. Phần da nó bị bong tróc xong rồi người ta sơn lại nên khiến cho cái lớp da này nó bị cộm lên. Đây mọi người có thể thấy cái phần da nó bị cộm lên này. Đây nó từng mảng đen như thế này. Nhưng mà phải dí mắt sát vào thì mới thấy được cơ. Chứ còn để xa thì khó mà thấy được. Như kiểu là cái lôi này nó để lâu rồi, xong cái phần da nó tự bong tróc ra. Rồi cái người chủ cũ người ta lấy sơn, người ta sơn lên. Đây mọi người có thể thấy cái phần này nó cộm lên. Nhưng mà chỉ nhìn sát vào thì mới thấy được nha mọi người. Đôi này mình rất muốn là bán rẻ cho mọi người nhưng mà do một số điều kiện nên mình chỉ bán với giá 600.000 là hết cỡ nha mọi người. Đây là chiếc còn lại. Chiếc còn lại thì đỡ hơn cái chiếc vừa nãy. Đôi này mình thấy cũng lạ đấy. Chiếc còn lại thì đỡ hơn cái chiếc vừa nãy. Nhưng mà nó vẫn bị chóc. Xong rồi người ta sơn nó cộm lên. Màu cũng đẹp.
nhưng mà size cũng hơi bé. Cái da size 42 hoặc 43 là đẹp. Đây có size 39. Size 39 này thì chắc chỉ con gái mới đi đôi này. Mới chân con gái mới đi được. Tiếp theo là đôi. Đôi này 38 650. Có tình trạng tốt nhất trong 4 đôi ngày hôm nay. Phần đế nó chỉ bị ố vàng thôi. Tẩy là trắng tinh rồi. Phần phía trên thì không có lỗi gì này. Đôi này được cái họa tiết đẹp. Họa tiết kẻ caro. Rồi màu cũng đẹp nữa. Mỗi tội size bé. Đặc biệt của đôi này đó là đế gold. Đôi này để đi đánh gold nha mọi người. Còn nếu mọi người không thích những cái đinh như này thì mọi người có thể mua dụng cụ ở trên Shopee để tháo nó ra. Nhưng mà mình thấy để nguyên thì đi nó vẫn không sao. Để nguyên đi vẫn không sao đâu mọi người. Giày đánh gôn nhưng mà. Được cái đôi này màu đẹp. Đôi này có 600 rưỡi thôi nha mọi người. Chiếc còn lại thì cũng có tình trạng tương tự rồi. Nói chung đôi này cái phần phần da lộ phía trên là hơi bụi thôi. Là do cái vấn đề về thời gian mà. Thì cái chất liệu trên đôi giày nó cũng bị hỏng hóc theo, cũng không thể tránh khỏi được mọi người ạ. Đây, phối màu rất đẹp nhá. Và đây là đôi cuối cùng. Đôi cuối cùng cũng là đôi size to nhất, size 44,5, giá là 900.000. Có ngoại hình tốt này. Phần đế bị mòn ở gót nhiều. Phần gót này bị mòn nhiều này. Xong rồi ở phía trên thì phần da lộn nó hơi bị sờn. Đối với giày cũ thì những cái lỗi như thế này thì khó để tránh khỏi được mọi người ạ. Đôi này 44,5 giá là 900.000. Và mình thấy cái điểm đặc biệt của đôi này đó là cái phần phía trên nó chỉ có một lớp mỏng như thế này thôi. Một lớp da mỏng. Nó không như các đôi khác nó còn lớp đệm bên trong nó còn vải. Nhưng mà đôi này nó chỉ có một lớp da. Nên đi đôi này nó sẽ thoải mái hơn. Và cái lót của nó cũng khác so với những đôi khác bình thường. Đây cái lót này như kiểu lót làm bằng da ấy mọi người. Đây chắc mọi người hơi khó nhìn. Nhưng mà mọi người thấy nó bóng không? Chắc hơi khó nhìn. Và cái tem này người ta cái tem này được khâu vào phần của lưỡi gà trông khá là đặc biệt. Đây nó khâu như thế này. Bình thường những cái đôi mà tem khâu thì người ta sẽ khâu ở bên bên mạng này. Đây khâu bên này. Bên trái hoặc bên phải, nhưng mà đối với đôi này thì người ta lại khâu chính giữa ở lưỡi gà. Đây. Trông khá là hay. Ở trước này thì phần gót của nó bị chóc này. Phần gót bị chóc như thế này. Nhưng mà chỉ có chóc một tí thôi. Còn chiếc bên này thì có tình trạng tốt hơn. Ở phần gót ở chiếc bên này thì không có bị chóc. Nhưng mà cái phần da lộn này bị sờn khá là nhiều. Đây nó sờn như thế này. Và phần dây cũng bị lỗi này. Phần dây như kiểu bị cháy. Còn mỗi một màu như trước này thì có hai dây bị cháy, nhưng mà cái dây này mọi người có thể thay lại nha. Chả hiểu sao mà bị cháy dây. Còn trước này xem nào. Trước này thì không có bị như thế. Đây còn nguyên. Như vậy là mình vừa cho mọi người xem 4 đôi nai đăng mà bên mình đang có. Hẹn mọi người vào những vlog lần sau nha. Nếu mọi người muốn mua đôi nào thì mọi người cứ liên hệ đến bếp của mình. Mình sẽ để link ở phần comment. Bếp của mình là tiệm giày cũ VQ. Có cái logo mình sẽ dán cái logo ở phía góc bên trái phía trên màn hình. Đấy mọi người cứ thấy cái bếp nào có cái logo như thế là bếp của mình đấy.